chào buổi sáng vui vẻ ngày chủ nhật, mưa lay rai lâm râm nha bà con. Sáng 7 giờ rưỡi bọn em đang có mặt tại cầu Cao Lãnh. Bây giờ không có leo cầu mà đi phà, vì trời mưa trơn trượt nên mình phải đi phà thôi. Đây là mấy cái quán cà phê gần cái chân cầu nha bà con. Lâu lắm mà không có đi đi phà, bữa nay trời mưa lay rai nên anh em đi phà cho nó gần, thứ hai nữa cũng an toàn, leo cầu trơn chớt rồi này kia. Giờ mấy anh em bù lại mua vé số. Tao lộn rồi, tao lộn hết 2 tấm rồi. Trời mưa là bánh số mấy? 59. À. Bướm bay không nổi nữa. Mưa bánh 59 hả? Đây mấy anh em mưa vẫn chơi bình thường nha bà con. Đây cầu. Chỉ số vô đây luôn. Trời mưa vẫn chơi bình thường. Lâm râm rồi nha bà con, nhưng mà đi xa cũng phải mặc cái áo mưa vô chứ. Mưa bay bay giống như mưa phùn Đà Lạt vậy đó. Hơi xíu lạnh. Sáng ngày chủ nhật đi chằm chim, điều này ướt lông hết rồi. Ướt lông hết rồi bà con ơi. Chàm chim. Sáng mấy anh mua vé số kiếm may mắn nha. Cầu Cao Lãnh. Đây là hướng Sa Đéc đi qua và Vàm Cống đi qua. Bên hướng bên này là hướng về trung tâm của Cao Lãnh và đi An Hữu. Cầu hình chữ H. Cầu buổi sáng màu trời đen tối quá. Nay đi chằm chim mà chắc ướt nhẹp luôn rồi. Mưa bay. Thường bọn em phải uống cà phê khúc trên này. Trời mưa phà cũng vắng bớt ha. Mưa. Rồi ướt luôn. Chào buổi sáng vui vẻ. Mất cái đuôi ha. Đây 69 lẩu phở bò Duy Cao Lãnh nha bà con. 69 đường Trần Phú. Anh em sáng ăn phở 8 giờ tại thành phố Cao Lãnh. Rồi xong rồi đi vào chằm chim. Lâu ghé chỗ phở của anh Phương nè. Lúc này còn chạy không anh Phương? Có. Ủa giờ 6-7 chiếc xe tôi bán bớt dùm luôn. Để hả, đam mê dữ trời. Giờ anh giờ vô đây lâu chưa? Giờ cũng 5-6 năm rồi. Ồ vậy hả, em không biết là có nãy có ông Bảy ông ấy dẫn đường vô. Ồ quá rồi đấy hả. Ơi đâu mà đam mê dữ vậy hả, nhiều dữ vậy trời. Wow chết rồi. Nhóc có trơn ha, đâu mà dữ vậy, mình chạy dữ bảo có chạy không? Không. Ôi ơi, kiền rồi sắm đâu mà quá trời. Để có độ nè em dẫn, cái anh em có xài ấy, đó, quá trời luôn nè. Bình xì lai chết. Đó. Ủa chiếc này tay cầm ngang hả? Tay cầm ngang. Rồi đi ra ăn. Lên phở. Ăn sáng bà con ơi, phở Cao Lãnh. Hỏi sao mà có cà phê không chú Bảy? Phê cái bên không hay là cà phê cho tỉnh táo rồi chơi. Phải biết không, chơi chầm bữa trưa là đi. Rồi điên khúc đi uống ha. Rồi cũng còn 40 mà hay uống cà phê được chứ, cho tỉnh rồi chứ. 9:30 bọn em đã tới ngã ba Thanh Bình. Wow, lúc này đường làm lại rất là ngon nha bà con. Khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Quán cà phê, ghé vào cà phê. Lúc này đường làm láng là to, xe giờ đi đường này cũng nhiều nè.
Bọn em vào cà phê thì nãy giờ đi được hơn 25 km, từ quán phổ lại đây 25 km rồi. Tới ngay ngã ba Thanh Bình bọn em uống cà phê chơi, chuẩn bị tiếp tục uống ly cà phê sáng cho nó khuây khỏa, xong rồi đi vào trạm chim. Hôm nay tour cuối tuần bọn em giao lưu trạm chim, hôm qua mới đổ con bánh slide thì xong rồi sáng lấy đi luôn. Ben 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 rất là nhẹ luôn, đi phao 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 nha bà con. Vui chơi cuối tuần quá, quá im. Nãy giờ đi 25 km chưa? Cả đó hả? Nửa đấy hả mày? Nửa hả? Còn nửa nữa hả? Nửa đường. Lên trầm chim nhậu đồ đồng nha bà con. Cá lóc đồng, chuột nướng rồi này kia các cái. Ở Đồng Tháp thì khu du lịch Tràm Chim, khu du lịch Xẻo Quýt, khu du lịch Gáo Dòng là đồ đồng rất là nhiều nha. Vậy là hôm trước là em nói cái đường quẹo tắt kia là Gáo Dòng không ơi? Phải không? Gáo Dòng. Mày đi Gáo Dòng là mày đi tuốt với con bánh rồi quẹo vô. Đâu khúc cái kia có cái đường. Nãy mà tôi đứng đợi cho mày vô Gáo Dòng đó. Vô Gáo Dòng khúc trên kia Mỹ Ngãi gì á. Có hai ba cửa vô. Mỹ Ngãi gì á. Phải vậy này, cái này khác, Tràm Chim khác. Vô Tràm Chim Gáo Dòng thì không có chim, Tràm Chim mới có chim nha bà con. Rồi mình đi trên cái chiếc chẹt á, cái họ chở mình đi một vòng thác gián, đi một vòng trong luồn cho mấy cái đường chạm á, coi chim bay xong rồi ăn trên tàu luôn. Mình ăn trên tàu, nhậu trên tàu luôn, xong rồi tàu nó chạy 3 tiếng sau đi hết cái khu du lịch Gáo Dòng, xong quay về cho thả cho mình lên trên lại đạp xe về. Nhậu được, nhậu trên tàu nha, bữa nay cuối tuần được nhậu trên chiếc chẹt, chở đi một vòng du lịch Tràm Chim, rồi xong rồi chúng ta sẽ ăn uống trên đó, xong rồi đầu chúng ta mới 3 tiếng sau chúng ta quay về lại và đạp xe về. Hoặc là hấp dẫn ha bà con, bà con hãy đón đợi chuẩn bị nha, chuẩn bị đón đợi tí xíu nữa, trong 1 tiếng rưỡi nữa thôi thì đã đặt lịch ăn uống 11 giờ trưa rồi, thì chúng ta sẽ có lịch ăn uống ở trên tàu thật là hấp dẫn của ngày vui chơi cuối tuần chủ nhật ngày hôm nay. Xin chào bà con. 40 bọn em đã tới khu du lịch Tràm Chim. Đây là quán mật rừng Tràm Chim nha bà con. Du lịch Tràm Chim cà phê, rồi đây là cái cầu bắc ngang. Lúc này làm lại rất là nhiều nha. Đây là cái dòng sông, chúng ta sẽ đi tham quan cái vườn tràm ở đây, cái rừng tràm. Dưới đây là tàu bè rất là nhiều nha. Chú Bảy hỏi coi cái văn phòng ở đâu chú Bảy. Đây nè, quá trời tàu luôn bà con ơi, chiếc tàu nhỏ kéo chiếc tàu bự, xong rồi nhậu trên chiếc tàu bự luôn nha bà con. Đây hấp dẫn chưa. Chiếc nhỏ kéo chiếc bự, chiếc bự thì chúng ta ngồi cái bàn lớn nè, nguyên một group rồi đó. Hai chiếc nhỏ nó nhập lại làm thành một chiếc bè bự nha bà con. Hấp dẫn chưa. Rất là thú vị của ngày chủ nhật nha. Tràm Chim lúc này sửa lại đó, mình sẽ đi vào cái khu vực này đó, chạy trong vòng mấy 3 tiếng đồng hồ đi theo cái đường tràm để tham quan Tràm Chim. Buổi sáng chủ nhật rất là nhiều tàu chạy rồi nha bà con. Hấp dẫn quá bà con ơi. Quá nhiều luôn, sáng là chạy nhóc hết trơn rồi. Tàu một chiếc tàu nhỏ kéo chiếc tàu bự rồi đầu chúng ta nhậu ở trên, ăn uống ở trên đây cái nhà hàng nổi này luôn. Ăn uống trên đây rồi chúng ta sẽ đi một vòng 3 km của quốc lộ 3 giờ đồng hồ, xong lên bờ lại. Rất là hấp dẫn, thú vị của ngày chủ nhật vui chơi cuối tuần mắc rừng Tràm Chim. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá anh ơi. Vô 40 bọn em đã tới khu du lịch
Tràm Chim. Ồ, đây là quán mật rừng Tràm Chim nha bà con. Ồ, du lịch Tràm Chim, cà phê, rồi đây là cái cầu Bắc Ngang. Wow, lúc này làm lại rất là nhiều nha. Đây là cái dòng sông, chúng ta sẽ đi tham quan cái vườn tràm ở đây, cái rừng tràm. Ồ, dưới đây là tàu bè rất là nhiều nha. Chú Bảy hỏi coi cái văn phòng ở đâu chú Bảy. Ôi nè, quá trời tàu luôn bà con ơi, chiếc tàu nhỏ kéo chiếc tàu bự xong rồi nhậu trên chiếc tàu bự luôn nha bà con. Ô đây đây, ồ hấp dẫn chưa. Đó, chiếc nhỏ kéo chiếc bự. Đó, chiếc bự thì chúng ta ngồi cái bàn lớn này nè, nguyên một group rồi đó. À, hai chiếc nhỏ nó nhập lại làm thành một chiếc bè bự nha bà con. Wow, hấp dẫn chưa. Ồ, rất là thú vị của ngày chủ nhật nha. Tràm Chim lúc này sửa lại đó, mình sẽ đi vào cái khu vực này đó, chạy trong vòng mấy 3 tiếng đồng hồ theo cái rừng tràm để tham quan Tràm Chim. Wow, buổi sáng chủ nhật rất là nhiều tàu chạy rồi nha bà con. Ồ, hấp dẫn quá bà con ơi. Ồ, quá nhiều luôn, buổi sáng nó chạy nhóc hết trơn rồi. Ồ, tàu một chiếc tàu nhỏ kéo chiếc tàu bự rồi đầu chúng ta nhậu ở trên, ăn uống ở trên đây, cái nhà hàng nổi luôn. Đó, ăn uống trên đây rồi chúng ta sẽ đi một vòng 3 km của quốc lộ 3 giờ đồng hồ xong lên bờ lại. Ồ, rất là hấp dẫn, thú vị của ngày chủ nhật, vui chơi cuối tuần. Mật rừng Tràm Chim. Wow, hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá anh ơi. Vô. Đây, khách sạn Hoàng Gia có phòng rồi luôn nha bà con. Tràm Chim đường Võ Văn Kiệt. Ồ, đó cho bà con đặt phòng luôn. Hoàng Anh Tâm Nông. Ủa rồi cái lại show này là lại show gì trời? Này khu ẩm thực này hả, là của ông này hả? Ừ. À, cái này anh thực trong chiếc. Ờ đây hả, cái cổng này của người khác mà. Thực trong à, trong luôn hả? Mấy cái này bán người ta. Dạ dạ dạ, rồi đây có số điện thoại cho bà con để liên lạc trước để đặt đồ ăn luôn nha bà con. Nói chung là ở đây thì trong vườn. Có số điện thoại cho nó. Đó, bà con lấy số điện thoại nè để đặt. Rồi, bọn em đầu đi qua bên đường. À, khu ẩm thực Tràm Chim, cầu vượt. Đây, cầu vượt là tuốt đằng kia nha bà con. Để xe ở đây rồi đầu xuống nè. Chuyên phục vụ các món ăn đồng quê, hải sản tươi sống Tràm Chim. Ok chưa. Rồi đây đường đi xuống, đường về thôn em. Yo, đó, muốn nhậu ở đây thì có ở đây, muốn nhậu ở tùm thì có tùm nha bà con. Ây, rừng đốt rừng như thế là đốt nhà, rừng cháy như thế là cháy thịt. Ây, muốn xuống nhà hàng thì ngồi ở đây khu vực nhà hàng nổi nha. Còn muốn đi xuống thuyền, đi một vòng 3 giờ đồng hồ thì mình đi xuống. À, đây nó món đồng quê chẳng hạn như là chuột chiết cho cái. Chung quanh khu nhà hàng nổi đây, nhậu ở trên bờ thì ở đây cũng có gió sông nha. Đây là gió sông Hương Đồng cỏ nổi. Ồ, khu chủ quán quá trời đẹp luôn. Ồ, đây là nhà hàng hai chiếc thuyền. Đâu, hấp dẫn chưa. Ồ, đã chưa, hai chiếc thuyền nhập lại. Ồ, mồi vàng có sẵn cho ba bia xuống luôn đó. Rồi rồi xuống nè mấy anh ơi, mấy anh vô ngồi chụp hình rồi luôn. Rồi xuống đó, ba bốn cô chú quán đẹp chưa, dễ thương chưa, đất cô Đồng Tháp. Xuống đi người ta đang quay phim rồi, ta đi xuống rồi. Đây đó, đây xuống cái nhà hàng nè bà con thấy không. Trời ơi, cơm nha bà con, cơm sen đủ. Rồi vô cô hấp dẫn ha, giữ ngay cột. Đó, quá hay luôn con ơi. Một cái là lên trời luôn. Ai, em xuống luôn. Vừa chưa, tám anh em trên chiếc tàu tăng. Ồ, món đồng quê không nha bà con. Tàu đã rời bến. Ồ, chạy với tốc độ khoảng là 35 km/h nha bà con. Wow, quá hấp dẫn. Ủy, còn sót ai không? 2, 4, 6, 8 người. Ồ, bữa nay thật là tuyệt vời, ngày cuối tuần. À, bọn em chơi trên tàu toàn là món này. Đây, cá lóc, lá sen, nguyên bỏ sát cái này cho nó được. Đồ xào, cơm, đặc biệt là cơm này ha bà con, cơm gạo lứt nha bà con. Rồi, bỏ cái này luôn. Cơm gạo, gạo huyết rồng, cá chèn, muối sớt, chiên, sen luộc. Đưa ly lên.
Ồ, hấp dẫn chưa? Một buổi chiều có quên là một buổi cuối tuần, ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Hãy cho bà con đi trên cái con sông này 3 tiếng đồng hồ, chúng ta đi tham quan một vòng vườn tràm rất là tuyệt vời luôn. Bà con thấy là hấp dẫn chưa? Wow, đó chiếc tàu nhỏ kéo chiếc tàu bự đi một vòng. Phía sau nào, bắt đầu chúng ta đi vô cái đập đó là cái chuồng cu ở trên đó, chúng ta lội lên đó để đi ngắm toàn cảnh vườn tràm. Đây là vườn tràm quốc gia Tràm Chim của tỉnh Đồng Tháp. Xung quanh thì hai bên có nhiều cái cây hoa sen nha bà con, tràm rất là lớn luôn. Tràm này rừng tràm bảo tồn nên không có khai thác như chỗ khác nha bà con. Sen nè, theo hai bên đường chim kìa, đâu đó kìa, chim nó bay ở trên kìa, đen trời luôn em. Wow, hấp dẫn chưa? Đây là tiếp viên đó, tiếp viên Ngọc Anh. Hôm nay không có tiếp viên nữ, ra đến đây tiếp viên nữ. Nữ hiện tại giờ ta đang cấm rồi, mấy quậy quá. Thứ hai nữa, mấy gương mặt này không có ấy đó, người ta đó, người ta không có cho nữ xuống. Anh tâm tặc nè, tao có tâm tặc, người ta không có cho nữ xuống. Dâm tặc. Tâm tặc. Tâm tặc. Bậy bạ trên tôi có tác dụng ông đưa chạy lát. Cái chiếc trước là chiếc nhỏ. Rồi. Chạy rất là đã nha. Tí xíu sẽ ra qua mặt có mấy chiếc khác. Máy dữ rồi. Đi theo cánh đồng nè. Rồi lên bia.